Và ngay sau lưng của Sunny đó là cầu Bình Điền đó. Chứng tỏ là cái nền này nó lên cao lắm rồi. À, cái khu nhà bị đập luôn nè. Được đập hết rồi nè. Ở Thần Nông. Trung tâm bán sỉ thời trang đẹp nhất Việt Nam, nguyên phụ kiện của ngành may mặc. Cái kho bãi những cái cầu là gì hả? À, thủ phụ xóm trọ đó. Xin đi đoàn thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Xin đi đoàn. Trước mặt anh chị đó là xa lộ đại hàng quốc lộ 1A. Cái hướng thẳng là chúng ta về An Lạc, về cái đường dẫn của đại lộ Đông Tây để về với bến Lê Quang Liêm, bến Hàm Tử, bến Chương Dương. Và ngay sau lưng của Sunny đó là cầu Bình Điền. Anh chị cũng biết là cầu Bình Điền bắc qua cái dòng sông Chợ Điểm. Thì không biết là cái khu dân cư mé bên phải này, anh chị cũng thường thắc mắc và Sunny cũng thường thắc mắc thì bên trong người dân sinh sống như thế nào, nó ra sao. Thì với một ngày cuối tuần bây giờ thì khoảng 10:30 ngày 25 tháng 5 2024, Sunny sẽ mời anh chị cùng đi nha. Đứng phía sau lưng Sunny khoảng 100m, 200m là tới cầu Bình Điền rồi anh chị. Rồi, bây giờ mình đi nha. Trời rất là nắng nóng và chúng ta cùng nhau lang thang rong chơi. Anh chị thấy xe cộ nó đông không? Quá đông anh chị. Ở đây là những cái kho bãi thôi. Còn bên trong thì không biết có phải là kho bãi hay không. Mình có con đường nào thì mình cứ tẻ vào anh chị. Qua cầu Bình Điền là chúng ta quẹo vào chợ Sĩ Bình Điền. Đúng là những con đường quốc lộ, xe cộ ồn ào khói bụi anh chị ha, kể cả tiếng bắp kèn. Nhà, những cái nhà khu vực đây rất là khó ngủ trong những cái đêm thanh vắng. Rồi ở đây hình như có một con đường mà xin đi quẹo vô ha. Huỳnh Bá Chánh. Mình cứ đi vòng vòng như thế này thôi anh chị. Huỳnh Bá Chánh, đi xấu vào bên trong coi nó như thế nào. Thì ở đây thì một cái mảnh đất nó bao bọc bởi cầu dòng kênh dòng sông Chợ Điểm, quốc lộ 1A và đường dẫn ý đường đại lộ Đông Tây. Nó một cái khu đất nhỏ thôi. Xin đi sẽ đi dài dài vào bên trong coi nó mênh mông bao la như thế nào. Và đây cũng là lần đầu tiên cùng đi với anh chị. Có anh chị đi theo Sunny, Sunny cảm thấy vui lắm. Vui cùng lang thang, được nói chuyện tâm sự, được chia sẻ những hình ảnh, cảm thấy vui. Anh chị nhớ pha một ly sinh tố, vừa tập thể dục buổi sáng, rồi đi cùng với Sunny mở tivi lên, rồi đi online, đi thẳng là theo định vị của Sunny đó là dòng sông Chợ Điểm. Ở đây thì Sunny thấy xuất hiện những cái kho bãi rất là nhiều, những cái khu dân cư. Rồi một lát mình sẽ đi vào cái khu dân cư đó, có những cái chung cư, những cái công ty, nhà xưởng. Ở khu vực này nhà xưởng không, và Sunny thấy nhận thấy thì con đường này cũng mới làm, con đường nhựa mới làm thôi. Ở đây thì có cái là có con đường quốc lộ xe cộ nhiều quá, đi mỗi lần đi ra cũng ớn anh chị. Xe nó chạy ào 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 ghê quá. Ở đây có những cái kho bãi,
cái cửa kho bãi ngày xưa để chia sẻ với anh chị đây. À, cái cổng, cổng cửa thì ai mà làm như thế anh chị, mà nó sâu hun hút ở dưới luôn á, chứng tỏ là cái nền này nó lên cao lắm rồi. Khu dân cư á, bảo vệ. Thì cũng có người đi trong đó. Còn cái nhà này sao bỏ hoang nè, nhà xưởng nè, bỏ hoang tàn luôn. Cái này bít lối rồi. Rồi cái này đi đâu nữa đây? Thử mình đi thôi anh chị ha. À, bên phải của mình là dòng sông Chợ Điềm đó. Mình cứ đi thẳng vào bên trong. Đây là giống như một cái mảnh đất dự án rào lại mà cũng chưa có làm gì. Sài Gòn có nhiều cái để khám phá lắm. Mình đi thì mình mới thấy nhiều cái cảnh. Đây kho bãi quá trời kho bãi. Dòng sông Chợ Điềm kế bên luôn, bên phải luôn anh chị. Nguyên cái mảnh đất rồi nó ăn thông bên phải luôn. À, bên kia là chợ Sĩ Bình Điền, bên đây là một cái khu phố như thế này. Nếu anh chị đi chợ Sĩ Bình Điền anh chị sẽ nhìn qua khu vực này, sẽ đến cái mảnh đất này. Đây thì đang làm một cái dự án gì đây, không biết có đi được hay không. À, đi đi. Không đi được thì mình đi ra. À, vô một mảnh đất dự án rồi anh chị ơi. Mình quẹo ra. Ra quẹo ra kho bãi đầy luôn. À, nhà cửa nhà trọ mà bị đập rồi nè. Nguyên căn nhà, cái khu nhà bị đập luôn nè, người ta quy hoạch đó. Thôi mình đi anh chị, chứ ở kia xe cộ xe tải nhiều quá mình. Người ta đang làm đường. Đó, ngay cái góc phía ngoài đó là dòng sông Chợ Điềm đó, nó kéo dài đến cầu Bình Điền gần thôi chứ nó không có xa. Cái khu này giống như một cái khu người ta chuẩn bị quy hoạch nên ta cũng đập những cái nhà, đập tanh bành hết rồi. Mình không biết mình quẹo vào đây được không ta, để mình quẹo coi. Nhà cửa tanh bành hết rồi. Nè, nhà cửa đập hết rồi nè. Có bãi nhà cửa. Ôi thôi, quá trời trời. Có một ở đây có một cái nhà thờ thần nông, nhà thờ thần nông
có thể là một cái dự án, một cái mảnh đất dự án lớn. Xưởng kho sô tràn hôm nay cùng với chị đi lạc với sinh đi nha. Nhà cửa kho bãi gì nó để chống quơ chống quách. Sau rất là ma mị, trung tâm bán sỉ thời trang đẹp nhất Việt Nam, nguyên phụ kiện của ngành may mặc. Đây anh chị, không biết anh chị thấy rõ không ha. Ở đây thì hết đường rồi, chúng ta đi ra nha anh chị ha. Cái cầu là gì hả? Cái nhà kho này không chắc không có ai ở trên, mà cái ngói nó còn có một cái cây nữa mà, cây điệp luôn đó anh chị. Xe là đi qua đó. Khu đó đập banh chành luôn. Bây giờ thì Sunny sẽ đi về cái khu dân cư
để coi có một con đường để vào khu dân cư không anh chị. Sunny sẽ chia sẻ cùng với anh chị, trong đó là những nhà cửa, những nhà thuê người ta giải tỏa, có thể là một cái dự án lớn sau này. Đây là mình đi vào một cái khu dân cư đây. Khu dân cư này Sunny thấy đường nhựa cũng mới làm sạch sẽ, hai bên là trồng những cây cổ thụ, nhà cửa bắt đầu ta cũng xây lên buôn bán và có những cái chung cư mới. Chung cư này cũng hai người cũng về ở lưa thưa thôi, cũng chưa có nhiều. Đúng là đi đâu thì ở Sài Gòn này cũng có rất là nhiều cái xóm trọ. Anh chị biết là với cái giá đất đai bây giờ nó cao quá. Hỏi anh chị lao động nghèo thì làm sao mà kể cả là thu nhập khá cũng không mua được nữa. Nói chi nghèo. Mình quẹo vào trong đây coi như thế nào. Đây có một những cái thôn xóm nó sâu sâu vào bên trong. Cái chung cư này cũng đang xây dựng thôi anh chị. Quên cái chưa xong, còn làm công viên đồ là chưa xong đâu, đâu vào đâu hết. Đường rồi, đường rồi. Được cái chung cư ngày hôm nay thì họ có một cái diện tích thì họ làm công viên cũng được lắm anh chị. Còn đây là những cái hẻm phía trước mặt là những cái hẻm cục thôi. Chúng ta đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy những cái xóm nhà lụp sụp. Cụ thể đây đứng đây để chia sẻ với anh chị đó, cái nhà xóm nhà lụp sụp không? Bên trong đó. Một cái hình ảnh tương phản giữa bên ngoài và bên trong. Cái xóm nhà tạm thôi anh chị, bằng tôn vậy thôi. Quẹo ra ở đây cũng ngõ cụt, hết đường đi rồi. Trời, ở đây nguyên một cái xóm trọ, sao đi đây. Có đường này có đi được hay không đây chứ. Đi được thủ phụ xóm trọ đó. Dòng kênh nước đen xóm trọ nhiều không, đừng nói bít lối nha, bít lối là không có đường đi đó.
đây có một cái ao hay một cái dòng kênh gì đây. Đây có một cái công viên. Ở đây nhiều, rất là nhiều cái mảnh đất dự án. Những căn nhà người ta ở hàng vậy. Ở tạm bờ thôi. Rồi ở đây có nhà to đùng. Này cũng quẹo ra nhảy cái nhà nãy. Ở đây có một cái khoảng sân đẹp quá nè. Nhà này lên là tăng lên cái cửa sổ nó sát với đất luôn nè anh chị. Mưa ở trong khu vực này chắc ngập, thấy nó rất là lầy lội. Con đường đi ra đây là xa lộ Đại Hàng và xin đi vào mới vào trong cái khu đó là anh chị biết không, phân bón Bình Điền đó, nhà dân người ta ở trong đó. Mình quẹo vô cái khu vực này nữa. Máy trái là xa lộ Đại Hàng. Thì xa lộ Đại Hàng để về An Lạc chỉ còn 2 km nữa thôi là chúng ta tới. Và ở đây thì có khu dân cư, rồi có những cái nhà xưởng rất là nhiều, sống là chen chúc trong khu vực này. Nói chứ lần đầu tiên thì Sunny thấy nhận xét thì nó có những cái mảnh đất dự án, những căn nhà trọ không còn tồn tại, đập hết, và những nhà lụp sụp, cái nền đường thì nó sình lầy, có thể là tương lai thì nó bà con phải đi thôi, chứ đường xá càng ngày nước càng ngập mà, thì ở tạm thôi, chừng nào đền bù là đi thôi anh chị. Đây con đường song song với lại xa lộ Đại Hàng về An Lạc, nhà xưởng không. Những con đường này xe tải nhiều. Đây, mé trái là con đường để chúng ta đường dẫn để lên đại lộ Đông Tây để về bến Lê Quang Liêm, bến Hàm Tử, bến Chương Dương nha anh chị ha. Còn con đường này không biết là có đi tách ra đó hay không. Có.
Rồi, bên phải là chúng ta vòng ra quốc lộ 1A An Lạc, đi thẳng là đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt. Và cái hướng này thì chúng ta sẽ về với Chợ Lớn, với bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm và đến quận nhất đó là bến Chương Dương, và đi thẳng là về hầm Thủ Thiêm. Sunny chạy một đoạn nha. Thì đối với những mấy chục năm về trước thì chúng ta từ bến xe miền Tây đi lên xe đò để về An Lạc và về miền Tây. Thì xuất phát từ bến xe miền Tây mà chúng ta nhìn mé bên trái thì nó không có một con đường này đâu anh chị. Tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện cái video clip này để chúng ta biết được cái mảnh đất men theo dòng sông Chợ Điệm ngay chỗ cầu Bình Điền nó như thế nào, để chia sẻ với anh chị cuộc sống Sài Gòn ngày hôm nay và những con đường mà anh chị đi qua. Hy vọng rằng một phần nào đó để miêu tả chia sẻ với anh chị Sài Gòn, khu vực vùng ven, một cái xã ở Tân Kiên, Bình Chánh. Xin đi tạm stop cái clip này nha. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.